cao vùi theo kiểu hoa có đôi phù dê. Vang tiếng pháo vui theo kiểu hoa có đôi phù dê. Còn trong đời bạn bè dăm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chim trời đầy đó bốn phương, đưa đầu non giữa đêm vượt suối. Nhớ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Môi hồng miệng cười tươi tắn.
đất ngay trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tam, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sau, anh tính cho rồi tôi với anh đây làm xui. Ông xui cũng đang nói với bà xui, dâu với rể hiền xứng lứa lại vừa đôi, ngày hôm nay xung họp đôi đàng, ôi thôi họ hàng ta vui quá xa là để trọn đời chung sức xây ngày mai, tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời, cho nhau duyên mặn hướng nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngon. Một bé trai thật là ngon. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngon. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa.
hơn một ngàn. Anh lo gì thời gian. Ơi nghệ nhân nghe mọi người, cắm hoa thần trưởng. Trời ơi, đây cu ly. Thuyền em đi trên sông trắng. Bà tài cái gì ra sao đấy, không được bà tài. Không, thấy nghe thấy mặt ngầu ghê không? Nói cắm hoa mặt ngầu. Cái này đồ hay gì Vinh? Cúc hả? Cúc. Còn cái này? Cái đó. Trời ơi, tôi thấy gì bông cắm hoa cái gì mà thấy lá không Vinh? Tôi thấy vàng hoa mà thấy lá không à? Chưa được chưa? Hai nhân sĩ này đi phụ đám mà đây còn ngoại tôi nha mọi người. Ngoại tôi đây, hai nhân sĩ này đi phụ đám mà giờ ghê ghiền quân quân quay à. Đó, đó. Rồi còn bông chưa chân này đó, 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 đó. Đầu đích thế đích vị châu Á luôn. Ở đây nè. Gì tôi? Gì của tôi? Gì 11. Rồi, đây à, mấy cô chú bác đang làm đồ ăn nha mọi người. Bạc rau. Không? Đây là gao đại gia không á, đem cái chuyện là tầm cái ký. Không có đâu có tính lượng cũng ngay. Dây chuyền như cọng lò tối luôn vậy đó. Chắc trời ơi, thấy nãy giờ quay xương xương thấy vòng vòng thấy rau không à, không cứ để rau không à. Thấy rau không à, đó giờ đây mới thịt nè, hú hồn chưa. Còn đem mặt dưới lâu hình. Uống thuốc dừa. Mới đốn hết 2-3 cây dừa đó. Đây đây là mẹ cô dâu. Mẹ chồng cô dâu lộn. Giờ chuẩn bị cũng sắp xong rồi. Rồi còn chân hoa chưa chân được. Hàng chiến hữu nãy nó dưới nó mắc chơi liên quân là chút xíu lên chân. Đó. Còn nói chung là đám cũng lễ cưới cũng làm đơn giản rồi, cho nên trái cây này trái cây của mình chân đó mọi người. Đó. Vậy thôi đó. Đơn giản vậy đó. Nó. Rồi để hoa lên nữa là xong. Ở đây thì này là đây chỗ này là cái xưởng làm mộc của mình, nhưng mà giờ đám tới nên mình dọn dẹp máy móc qua một bên hết rồi. Đó, máy hết rồi. Dọn qua một bên luôn. Trời trường nào ngủ dậy mà chưa có mụn trời. Còn sâu ở trong đó thôi. Tới đây được rồi. Đám mùa này thì mưa quá mưa nha mọi người. Đây, đây mâm quả.
quả nè. Đó. Đây là lễ tân hôn của tôi, Quốc Huy, cô dâu Hồng Phấn. Đó, cái này của một bạn tôi nó dán dùm quá mọi người ơi. Tôi không làm đẹp được gì đâu. Đây là hình của hai vợ chồng tôi. Đấy, đó. Chưa gỡ khiến nha. Này nó có tấm mũ nè. Đây là cái trái cây của tôi nè. Chung là cũng làm nhỏ mọi người ơi, làm đơn giản à. Rồi giờ mình đưa tôi ra cổng rồi quay cho mọi người xem nha. Trời đang mưa có vài âm thanh những nhỏ nhỏ chứ cũng có nhạc sống đâu, hát rồi cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Đây cũng cảnh nhà nè, cái đèn treo xếp xẻo luôn. Rồi đường ngon này lên sần luôn nha mọi người. Nhìn này. Trời ơi. Ê, ghê chưa. Con cảm đi chứ giờ mùa mưa mà. Ở quê đâu có, chưa có làm đổ nhựa gì hết á. Mà nọ nhìn vô. Chúng đại khái chỉ có vậy thôi, tôi muốn quay đi quay muốn hết cái nhà của mình rồi. À quên, đây có cái ghe nè. Cái ghe này mai đi rước dâu, mai rước dâu bằng cái ghe này. Đó. Mai chạy máy đi rước dâu. Một vùng quê nghèo mọi người ơi. Nhìn thấy đủ độ lầy rồi ha. Còn lộn xộn lắm mọi người ơi. Thì video của mình kết thúc ở đây nha mọi người. Thì bắt đầu ngày mai thì bắt đầu vô đám rồi. Thì mình sẽ quay cảnh tưng bừng khói lửa qua lá hẹ của đám cho mọi người xem nha. Ngày mai tối nay bắt đầu là có lễ, bắt đầu là có đại khách rồi. Bạn bè bắt đầu đến chung vui rồi. Tối nay thì tối nay sẽ có video tiếp theo nha mọi người. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Bye bye. Hẹn gặp lại nha.